Alo. Dạ con khỏe. Nó khỏe không? Dạ cũng được. Dạ. À dạ, để bữa nào con thu xếp công việc ở bên này rồi con bay qua bệnh thăm ba má nha. Dạ. Dạ sao? À lấy vợ hả má? Trời ơi, từ từ má ơi, mình cũng phải tìm hiểu coi cái người đó là như thế nào, có hợp với mình. Alo. 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 Bực ghê vậy đó. Mỗi lần mình nhắc tới cái chuyện vợ con là má mình mà giận cúp điện thoại. Má đâu phải là mình không muốn lấy đâu. Đã quen bao nhiêu cô rồi, vẫn về nhà này. Mà mỗi lần dẫn một cô bạn gái mới về nhà này, gặp hai cái ông người làm ở trong nhà là không biết là chuyện gì xảy ra. Qua ngày hôm sau chia tay, nhắc tới hai cái ông người làm bực mình. Ông bà đi rồi ha, lo cho hai người này ở với ông bà là mấy chục năm rồi. Bây giờ hai ba má mình ra nước ngoài rồi, mà bây giờ cứ đi rồi mà cứ để hai ông ở đây, nó là lo cho mình mà mình đâu có cần. Nhắc tới là bực mình. Ông Miền đâu? Ông Miền đâu? Dạ, cào chủ kêu tôi. Tôi sẽ đánh với cào chủ trong vòng bo nóc nhỏ. Lẹ lên. Trời đất ơi. Ông làm cái gì đằng sau mà tôi kêu khang cả tiếng mà mới lên vậy? Hả? Dạ, kính thưa cậu chủ. Như cậu chủ cũng đã biết. Sao? Cách đây hơn ngàn năm, lùa người bắt đầu xuất hiện trên trái đất. Trời đất ơi. Lúc ấy, lùa người chủ yếu trang bát hế lượm, đi bằng chân ăn bóc bằng ta. Tôi biết rồi, cái chuyện đó tôi có đọc tài liệu tôi hiểu, tôi không cần ông dạy tôi. Dạ. Tôi chỉ hỏi là ông làm gì đằng sau vậy? Hả? Dạ, kính thưa cậu chủ, như cậu chủ cũng đã biết, sau khi lùa người xuất hiện, rồi lùa người tiến hóa thêm mấy trăm triệu năm nữa, tôi già quá tôi không nhớ nổi. Trời đất ơi, cái rồi, gì vậy? Lúc đó lùa người bắt đầu náo bằng nồi, ăn bằng chén, uống bằng ly. Dẹp đi, tôi nói tôi biết rồi, nghe chưa? Ông nhìn tôi cái gì? Hả? Thái tóc lọa quá. Có gì lạ trơn á? Nhìn nó thật quá. Ông trả lời tôi đi. Dạ. Ông làm gì ở sau nhà mà tôi kêu khang cả tiếng ông mới lên? Ông làm cái gì? Rửa ly chén sau bếp. Có vậy thôi mà ông lên ông dài dòng. Ông kể từ thời xa xưa, thời bằng đá là cái gì vậy hả? Ba má tôi có dạ, hồn là con người thì sống phải biết trước biết xa, khúc giữa kệ mạng. Ừ, nhưng mà tôi chỉ hỏi ông có chuyện đơn giản là ông làm cái gì đằng sau. Ông chỉ cần lẽ là tôi đang làm sao nhà, làm rửa chén bát, rửa ly chén sao bát. Dạ. Xong chưa? Dạ, kính thưa cậu chủ, như cậu chủ cũng đã biết nữa, sau khi lùa người xuất hiện thì lùa chuột bắt đầu xuất hiện. Nó sao? Nó bắt đầu sinh sôi nảy nở trên toàn thế giới, hàng trăm hàng triệu hàng vạn con, trong đó có hai con lột vô nhà cậu chủ. Đứa đực tên là David, đứa cớ tên là Jennifer. Trời đất ơi. Hai đứa nó gặp nhau, yêu nhau rồi bắt đầu sống thử với nhau. Cái gì? Chuột còn cũng sống thử nữa hả? Dạ, con người thế nào thì con chuột cũng như vậy. Trời đất ơi, rồi sao nữa? Sau khi sống thử thì con cớ trót mang bào mà không đi phá thơ. Trời ơi, chuột còn phá thai, ông giỡn với tôi hả? Dạ, xui là nó đẻ ra 18 đứa, trong đó có một đứa ngỗ nghịch nhất. Nó chạy tung tan khắp nhà. Ngày hôm nay lúc tôi đang rửa ly chén, sọt sọt sọt, con chuột út chạy ngang qua. Trời ơi, chuột đâu? Chẻn bẻ hết cho. Ông Miền ơi, bao nhiêu là ly tách chén để trong nhà tôi, ông từ từ ông đập nát hết trơn là sao vậy? Xin cầu chủ đừng chửi tôi, đó không phải là lỗi của tôi. Chứ lỗi ai? Lỗi Định Mệnh. Trời ơi, Định Mệnh cái gì? Định Mệnh đưa tôi đến với nhà cầu chủ, Định Mệnh đưa tôi làm bể ly. Nhưng kính thưa cầu chủ, ly chén từ cát bụi mà ra, tôi chỉ tiễn chúng về với cát bụi. Trời ơi, tiền tôi... Thôi được rồi, chuyện tôi tỉnh chứ không sao. Dạ. Thấy chưa? Cái chuyện tôi nhờ ông đem bông tới để tặng cho bạn tôi khai trương tiệm ở đây, thế đâu rồi? Dạ, kính thưa cậu chủ, như cậu chủ cũng đã biết. Dẹp đi! Có làm hay chưa? Cái chuyện phải có trước, có xa, số 1, tới số 2, 1, 2, 3, 5... Cô hỏi làm hay chưa? Dạ rồi. À, đơn giản, hỏi làm chưa? Nói rồi, được rồi. Phải có trước, có A, có B. Chê, ô, iPhone 6. Sao ông rảnh quá vậy? Mới ở bên Mỹ về. À. Cách đây mái ngà chứ mái. Ừ. Tươi xanh như nồi canh. Còn cái iPhone 5 cho con được không? Thôi im đi. Tôi thèm cái iPhone 5. Thôi, cứ nói chuyện với MobiPhone đi. Alo, em hả? Anh nè. Sao?
thích bông của anh Đặng không? Màu của em thích đó. Ừ. À, anh bận quá sai người làm đưa tới tiệm cho em đó mà. Ừ. Hả? Cái gì? Có chuyện đó hả? Alo. Em anh ơi. Cái gì giống miệng? Chuyện gì mà ông chủ thấy hồn vậy? Tôi sai ông đi đem bông tới tặng cho bạn tôi khai trương tiệm bữa nay. Ông nghĩ sao ông đem bông tới được rồi? Ông để cái dòng chữ thành kính văn u là sao? Như cô chủ, như cô chủ cũng đã biết. Mày im đi, tôi bực mình rồi đấy à. Tôi đâu có đi lộn, tôi bận việc, tôi nhờ ông cực, ông đi lộn. Trời đất ơi, sao không thuốc dao trong ông ra ông cực như vậy? Ông cực đâu? Ba má tôi sinh ra có hơi ta hai chân làm đau hết. Ông cực đâu? Dạ, kính thưa cậu chủ. Sáng sớm tinh sương tôi thấy ổng, nhưng khi mặt trời vừa ló chiều sau đỉnh núi ổng đã đi đâu mất tiêu rồi. Ông im giùm tôi đi, ông có trong nhà không? Hai anh chơi. Ông cực. Ông cực đó đây. Ra biểu. Trời đất ơi. Chửi hồi nã tới trời, chửi quá trời chửi. Anh chủ kêu. Hai ông bước lên đây, bước lên đây, bước lên giùm tôi. Bây giờ tôi mới để ý. Bữa nay ông ăn mặc gì kỳ cục vậy? Hả? Áo đều lấy đâu ra? Thì ba của cậu đi nước ngoài định cư, tôi thấy bỏ cái ốt vét ủng quá lái mạc luôn. Trời đất ơi, đồ của chủ nhà mà ông lấy tùy tiện không xin phép hả? Ông làm gì có đúng hay không? Tôi ông lắc đầu cái gì? Hả? Ông cũng vậy đó phải không? Lấy đồ của ba tôi mặc cái gì? Không, tôi là một người có tự trọng, không bao giờ tôi lấy đồ của ông chủ tôi mặc đâu. Vẽ này đâu? À, của bà chủ á. Đó, bỏ uổng mà. Bỏ uổng. Đây đây, sống trên nhung lụa. Ừ, nhung, nhung. À, nhung. Bỏ bà vô đi, tôi tính sao vậy hay không? Tại sao ông đem, ông miền, ông kêu ông đem bông tới bạn. Đem rồi, đem rồi. À. Tôi đem rồi, tôi tới, tôi đưa cái bông xong xuôi, cô chủ, cô thấy là cô giật ngựa ra, cô xỉu, cô đẹp quá mà, cô mừng. Biết sao cô xỉu không? Sao? Ông nghĩ sao mà ông? Tiệm người ta khai trương ngày vui, mà ông để thành kính phân u, là sao? Có hả? Hả? Tại sao ông làm vậy? Tôi đâu biết gì nào. Cái gì? Ông tới ông mua hoa, ông mua bông. Đúng rồi, ông này ông dặn là kêu ông chủ thích, kêu cái cô đó thích bông màu tím. Đúng rồi. Thì tôi mua bông màu tím. Hả? Tôi mua xong rồi nó hỏi là có để cái chữ gì lên không. À. Đó, cái này tôi nói để lên cho nó hoành tráng, rồi nó đưa một rổ chữ cho tôi lựa. Sao ông không biết ông lựa chữ gì vậy? À, tôi đâu biết chữ. Không biết chữ thì lựa. Chui thôi. Cho nó... Đâu phải do tôi. Lỗi đâu phải ông. Đúng rồi. Lỗi định mệnh. À định mệnh mà. Định mệnh con khỉ. Ông không biết chữ thì không biết hỏi người ta, ta chỉ hay sao? Đó thì tôi nói thôi mấy đứa tự làm luôn đi, rồi nó để lên đâu có biết gì đâu. Đó đâu phải lỗi do tôi. Lỗi định mệnh. À. À. Alo. Lỗi của ông. Ông à, có một thằng lỗi. À à đây đây. À, chuyện alo, là gì này, cô, à, cô Lan hả? À, cô Lan. À tôi đây cô Lan ơi. Tại xin lỗi cô Lan, không phải là ông chủ tôi đâu nghe. Để từ từ. Tại tôi á, dạ cô Lan à, tôi xin lỗi cô. Ông chủ tôi rất yêu cô Lan à. Hả? Sao? À cô tên cô Huệ hả? Tên ngoại rồi. Nhưng mà không sao, Lan Huệ gì đâu cũng lên bàn thờ rồi. À, nhắn lại. Rồi, để tôi nhắn lại. À, cô Huệ cô nói là ông chủ xóa số điện thoại của luôn đi. Sao vậy? Hả? Lỗi không phải của mình. Lỗi do định mệnh. Đúng vậy. Định mệnh quay. Làm ông cho ông sơn sát vậy. Hả ông cực? Tại tôi thấy tôi có lỗi, xin lỗi. Không phải lần này đâu nha. Lần nào tôi vừa bắt cái điện thoại lên ông nhào nhào tới ông giật, ông nói chuyện thế tôi là sao? Hồi nãy ông có nghe điện thoại không? Ừ. Tôi đâu có chụp đâu. Đúng rồi. Tôi ở trong nhà tôi đâu có chụp. Mình sửa sơ mà. À, lỗi đâu phải do mình. Lỗi định mệnh. À định mệnh. Định mệnh không biết răng mà càng sửa càng sơ. Lan Huệ cũng vậy. Ừ, không chứ, phải loan là được rồi. Chứ sao lên bàn thờ. À, loan giữ lại. Loan giữ. Nguy hiểm lắm. Tư xanh. À ra ra. Alo, nè. Không có giỡn nha. Không có gì nói cho tôi. Đứng đi. Mày nói chuyện. Xin lỗi cổ một tiếng. Xin đúng rồi, cho tôi nói xin lỗi. Xin lỗi cổ giùm tôi. Được rồi. Em hả, anh nè. Rảnh đi ăn chè chuột bạch chơi. Còn lại ba. Chè khúc bạch chứ chuột bạch gì. Chuột bạch gì? Không có dành. Alo em ơi, cái chuyện là ông cho tôi xin lỗi đi. Con lại ông để con nói chuyện với lại bạn con cái mà. Alo. Có chuyện hủ con phải đâu cháu ơi. Hủ tham nhà cửa phải không? Ba má trái chưa hay gì đó. Lại ba, bữa đó con nói chuyện được không? Khổ quá. Alo. Đi cho tôi. Con lại ông nội đi con. Alo.
À không có. À anh nói chuyện với lại ba với ông nội anh đó em. Dạ. Hai ông vui lắm mà. Bữa nào ông ghé thăm đi. Trời ơi ông má. Ờ nha. Không vậy vậy. Ờ rồi 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 ha. Rồi vậy đi ha. Có gì nói chuyện sao. Hai ông bước lên đây. Ông miền ông cực làm ơn bước lên đây. Tôi nói một lần chót. Kể từ ngày hôm nay về sau. Dạ. Mỗi lần tôi nói điện thoại hai ông làm ơn yên lặng. Dạ. Đừng có nói một cứ một tiếng nào. Thấy chưa. Dạ. Bây giờ tôi đi công chuyện. Dạ. Ha. Hai ông ở nhà làm công việc, đừng có làm cái gì, ông không được tập để bất cứ cái món gì khác. Biết chưa? Dạ. Còn ông cũng vậy, làm ơn làm những cái chuyện của mình ha. Trả quần áo lại cho ba má của tôi trong tủ, nghe chưa? Nghe nè. À thế thì giặt ủi cho trả lại. Chờ giặt ủi nữa hả? Thì giặt ủi cho sạch trả lại. Tiền ai trả? Ông trả cho ai. Lão không phải của mình. Lão gia đình mày. Đúng vậy. Thôi đi nha. Ở nhà có cửa nẻo đàng hoàng, đóng là cho đàng hoàng, nghe chưa? Thì tôi khổ hai ông ghê đó. Nghĩ sao mà mướn hai ông người làm tên gì kỳ cục. Ông tên Miền, ông tên Cực, còn mình tên Lạc. Miền Cực Lạc. Tôi mới là định mệnh nè. Nhưng kích với hai ông à. Ở nhà có nhà đó. Cười cái gì? Không có tụng kinh. Nhìn cái bụng rùa tôi không thích rồi đó. Không có tụng kinh cho nên không biết. Miền Cực Lạc là nơi trong thương đã đi rồi. À thôi đi rồi, ngồi một chút rồi mày chứ. Có ăn nó chửi miết. Bà nội cho ô sinh mà làm như ở đợ chửi miết. À. Buồn chứ ha, bị chửi miết cũng buồn chứ ha. Ôi trước sau giờ cũng phải đi khỏi chỗ này chứ rồi. Đi biết đi về đau, không có nơi nương tựa. Thở chi có một tình yêu để mình còn có chỗ mình bóm víu vô. À ông không có chứ tôi có. Thôi ông đừng có sổ sổ. Ông mà lộm chi mà có tình yêu. Có. Có không? Có. Tao kể nghe cô. Nè tôi yêu cái bà Tư xách nước heo đó. Bà Tư xách nước heo hả? Ờ. Có không? Có. Kể cuộc tình nghe. Tôi làm thơ tôi tặng bà. Châu cho ai biết làm thơ luôn hả? Bữa đó tôi đang phơi đồ ở trên sân thượng đó. Ờ. Xong tôi thấy bà xách nước heo đi qua, xong tôi làm bài thơ liền. Làm bài thơ tán liền. Tức cảnh sinh tình làm bài thơ tán liền. Đọc nghe chơi. Trên trời có triệu vì sao, ghép thành bốn chữ vì sao yêu người. Với đó có vạn con người mà sao chỉ có một người tôi yêu. Châu. Ba phút sau có hồi âm liền. Có hồi âm hả? Quả theo thơ của tôi. À. Trên trời có triệu vì sao, dưới đất đâu phải có tao. Với mày yêu tao thì kệ mày, mày tao không yêu lại mày làm gì tao. Trời ơi. Bà Tư đâu mà vô duyên vậy. Không yêu thì thôi chứ làm thơ chửi người ta. Chồng mà chửi á. Cái gì? Chồng mà. Châu cha. Há hoa tên cành hả? Đâu có, tại thấy hồi xưa giờ thấy bà đi có mình không mà. Đâu có biết bà có chồng. Cuối cùng tán rồi mới biết. Hay nha. Nhưng mà dù gì đi nữa tôi cũng có một mối tình. Dù nó vụng dại nhưng mà nó hay. Còn đỡ hơn ông. Không có một mối tình nào. Xin lỗi nghe. Xin lỗi nghe. Con gớ là xếp lớp tuổi tiên không. 17 tới 21 qua 22 tuổi chia ta. Có không? Có. Sáng làm thơ, trưa làm thơ, tối làm thơ, tạng mới chịu ăn cơm, uống nước, đi lòm. Thiệt không? Ông có biết làm thơ luôn hả? Ừ. Thơ một bụng. Thiệt không? Ghê hầu, vậy? Hầu sáng, mới hầu sáng tuần trước. Đang nằm, làm chi? Đang nằm ngủ, đang tỉnh, đang chưa tỉnh ngủ lắm. Mới dạy đi toilet, đang đi toilet thì con ghẹ nó gọi điện. Anh ơi lòm em tạng em bà thơ buổi sáng, em mới có động lực để em làm việc cả ngà. Rồi sao làm không? Đang mê mê mang mang làm luôn. Sáng ra đi tiểu vàng khè. Ô hai trời đã đổi hè sang thu. Ghê không? Cái cảnh sinh tình á. Ờ, làm xong tới nhà rước đi ăn sáng. Được không? Hàng xóm bố dọn nhà đi gấp rồi. Sợ mình qua mình làm thơ nữa hai chi đó. Cái bài thơ đó là phải tức cảnh sinh tình. Bài thơ đó là tức cảnh mà sinh lý á. Tào lao. Nhưng mà tôi nói ông nghe nè, trước sau thì cũng phải dọn khỏi nhà này. Thằng Quy đó, nó về rồi nó mở cửa đi. Cũng phải có lý do ông mới chửi mình á. Mấy năm trời đâu có vác con ghẹ mua về đâu. Sợ tôi gặp ông là banh xác á.
ghẹ mà gà túi ông là banh xác là chia ta hả? À, tôi thấy cũng lạ, hình như là hai đứa mình có số xác ghệ á. Thì đó, con nào về cũng banh xác. Nó bấm chuông kìa, ra mở cửa đi. Ủa, có chìa khóa mà không bây giờ có mở cửa. Ai ở nhà không ạ? Ủa bấm Điện. Chuông quá trời mà sao không thấy ai trả lời. Đợi chút. Ai? Ủa dạ, ủa. Dạ. Châu cho. Cái gì? Hốt ghê. Có hốt rồi, sáng hốt rác rồi. Hốt ghê. Hỏi là cái gì? Con ghê. À, nghe. Châu. Dạ. Ô. Dạ. Dạ. Dạ, dạ con xin nha, chào bác. À. Dạ, dạ con. Dạ con. Con là ai? Dạ con xin tự giới thiệu. Dạ con là Vui, con là bạn gái của anh Lạc. Cái gì? Dạ con là bạn gái của bạn anh. Bạn gái con Lạc hả? Dạ. Quen nhau bao lâu rồi? Dạ tụi con quen nhau cũng được 2 năm rồi. Sao nó quen nhau 2 năm mà mình không biết? Đào có dám đưa về nhà, sợ gặp tôi với ông là qua ngày hôm xa chia ta. Số xác ghệ mà. Mà bữa nay qua 2 năm rồi cũng dính chưởng à. Không phải lỗi của mình. Lỗi gia đình mà. Đúng vậy. Qua điều tra. Con xin lỗi con đường đột quá nhưng mà con muốn biết hai đường, bác đường, đường đột đến gặp gia đình hả? Hai bác đây là nói chung là cũng quen lâu hả? Quen lâu chưa? Dạ tụi con quen nhau được cũng được 2 năm rồi. Châu, 2 năm rồi hả? Quen 2 năm rồi mà không dát về thấy gớm không? Giáo như mèo giáo Mà bữa nay dát về cũng chết mà tôi nói rồi. Banh xác. Dạ. Ta coi chuẩn bị. Âm thanh ánh sáng chuẩn bị. Màn hình lấy chuẩn bị. Trang phục chỉnh tề. Action. Dạ con. Dạ con nghe anh Lạc ảnh nói là đây, anh ở đây với ba với lại ông nội của ảnh. Ta xin giới thiệu. Ta là ba của thằng Lạc. Lành ghê. Ba dạ. Đây, lành hơn ông nội thằng Lạc. À tôi ông nội Lạc á. Ông nội Lạc á. Ông nội là ông già hơn ba nhiều. Ông già lắm. Bác ông nội Lạc đấy con. Ông là ông nội Lạc đây. Ba ơi ba vô ghế ngồi đi ba. Ông hát rồi, bác làm ông nội mà tới mẹ. Ráng đi ba. Ba ngồi đi ba. Con ngồi chơi. Ngồi chơi con. Đây. Ngồi đây. Dạ ông nội nhà mình nhanh già quá. Tới tuổi này nó muốn xuống nó xuống, nó muốn lên nó lên con ơi. Mà hổm rài xuống nhiều hơn lên. Vậy là anh Đạt á mới nói chuyện điện thoại với con á, anh nói là ông nội với ba, vậy là trời ơi con vinh hạnh quá, hôm nay con tới đây con được gặp ba với lại ông nội của anh Lạc. Nhà mình á ba người đàn ông sống chung với nhau như vậy chắc là vui lắm ha ông. Vui con khỉ móc xì. Mắt dạ như con quỷ. Ba ơi con thật là lỗ mãn. Tại sao con lại giật áo cho người ta xem lưng? Dạ. Chuyện gia đình mình là gia đình mình biết thôi. Dạ. Mình giật áo cho người ta xem lưng là mình phải mỏi tay. Dạ. Cởi mẹ cho coi luôn cho phải. Dạ. Không có đâu con ơi, khổ lắm. Ủa vậy sao vậy ông? Nó chửi hoài con ơi. Anh là ảnh chửi hả? Không tin. Con muốn nghe không? Dạ. Con muốn nghe ông sẽ kể cho con nghe. Sự tích. Dạ nghe. Khổ lắm con ơi. Dạ. Con vô trong lấy cái cất xếp ra đây cho ba. Dạ. Ba ơi con vào trong đây. Nó ngoan lắm. Con rất dạy ngoan. Con ngồi chơi nha, để đi lấy nước uống. Dạ thôi được rồi ông ơi. Có cái chiếu đây mà nó cũng không chịu dọn. Nó để đây con. Thiệt không chịu nổi luôn. Ba ơi ba cất xác đây nè ba. Con đem cái cất xác vô đây nè. Em vô trong đây. Dạ. Có việc gì không ba? Bấm luôn đi. Khổ lắm mà con ở đỡ mấy chục người
đi con ơi. Ôi khổ quá con. Tát đi tao mệt trong. Thôi dữ lắm. Anh Lạc, anh đối xử tệ với ông với bác vậy hả? Tệ lắm tệ con lắm. Ơi con không tin đâu. Anh Lạc, anh đối xử tốt với con lắm. Trời ơi đúng con... rồi, đối xử tốt với con là đúng rồi. Rằng đúng. Tại nó có cái để coi chứ mình có gì đâu có. Thu á chị Đa thì cũng như nhau, là con người là giống nhau hết. Giống nhau cho được hả? Giống nhau được đâu. Trò bó lửa hay à. Bây giờ bưởi nó giá trị hơn à. Còn mình là gì? Mình thấy ghê. Bánh bèo có cặp bưởi lợi thế ha à. Lợi thế. Thua. Khổ mình lắm con ơi. Dò rồi. Nói vậy chứ không phải đâu. Con không tin đâu. Thôi con không tin thì để chút nữa con về nó có mặt ở đây nè. Nói thiệt con nghe, nếu mà con hỏi nó là con hỏi ai đây, chắc chắn nó sẽ chỉ là ô chim của anh. Cái gì? Ờ. Không có đâu. Bắn khiêu lắm. Anh Lạc không có dám nói gì đâu. Bà anh... với ông nội mà kêu là ô chim. Ảnh không có tệ tới mức đó đâu ông ơi, bác không ơi. Không tin thì để về đi rồi mà hỏi. Ông mày ông cần tao rồi. Đó trời. Trời đất ơi tôi kêu. Tự thân. Thôi cửa nẻo, để cửa nẻo mở gì vậy sao? Trời ơi con ơi, cứu ông nội dạ. Con ơi. Nói sao mà trời. Ủa vui. Em tới là làm gì? Em tới bất ngờ quá Phong à. Em mới tới. Em khỏe không? Khỏe. Đó, đã có người giết nó thay ta. Anh Lạc, trước giờ anh luôn nói với tôi những lời ngon ngọt dễ thương, nhưng tôi không ngờ con người anh lại khốn nạn tới mức đó. Cái gì? Khốn lắm. Anh làm gì mà em nói anh khốn nạn? Bây giờ anh trả lời cho tôi biết con ơi. Hai người này là ai? Thôi bỏ đi. Thôi. Cái gì? Con ơi ông. Hai người này là ai? Hai người này là ai? Ba này là U Xin nhà anh chứ có gì? Phải chưa? Trời ơi. Trời ơi khổ quá đi anh con. Anh nói cái gì vậy? Hai mày là U Xin nhà anh. Anh điên hả? Đây là ba giống nội của anh mà. Cái gì? Người ngoài mà người ta còn nhìn ra là ba giống nội. Mày trong nhà mày không nhìn. Ông nói cái gì? Đừng giết ông nội ông con. Nói cái gì? Ông nội lại con. Anh trời ơi, bò. Bò đừng có đi cho. Nó bóp cổ ba kìa con ơi. Trời ơi, nó bóp ở ngoài đường, nó bóp cái gì quen rồi. Nó về nó đè, nó bóp cổ tôi rồi trời. Nói gì tôi không hiểu gì hết trơn. Bác Hiếu. Chuyện gì vậy? Mày có tội Bác Hiếu. Chuyện tội gì? Thứ nhất là mày ngược đỡ gia đình. Cái tội thứ hai mày gán cái tóc tao không hờ làm. Cái gì? Đừng. Cái gì? Trời ơi nó đánh con tôi kìa. Trời ơi. Cứu. Ô chua Mia. Cái gì? Cứu tao với. Chua Mia. Là cái gì? Cứu tao với. Cái gì vậy ông? Có tiếng gì? Tề Thiên Đại Thánh đó. Trời đất ơi. Chua Mia cái gì? Trời ơi hai người làm cái gì tôi không hiểu. Anh à, tôi không ngờ là anh lại có người tệ bạc tới mức đó. Ngay cả ba cũng với ông nội của anh không dám nhận sao? Em à, em nghe kỹ đi. Tôi không cần nghe gì hết. Đừng nghe con ơi, bây giờ nó dụ dỗ con đó. Con đi bỏ nó đi con ơi. Bỏ đi chia ta đi, kết thúc cuộc tình này là chấm hay. Cuộc tình này là pha phôi. Em đừng có nghe hai người đây. Con người anh như vậy đó anh Lạc. Bây giờ như vậy, anh bước tới đó quỳ xuống xin lỗi ba với ông nội của anh đi. Biển em nói sao? Anh quỳ xuống xin lỗi hai người này hả? Cái gì vậy anh xin lỗi ba. Ba bị gì vậy? Anh có quỳ không? Ba bị lên cơn đau tim. Đau tim ba ôm ở dưới bụng. Bây giờ anh có quỳ không? Em ơi không có thể nào có chuyện này xảy ra được. Tại sao anh phải quỳ? Nếu anh không quỳ thì tôi với anh chấm dứt tại đây. Cái tóc một cái này là chấm hay quỳ đi. Anh có quỳ không? Anh thấy ông nội lên tim rồi chưa? Tôi nói rồi. Oh yeah, happy new year. Thôi được rồi. Tôi quỳ nè. Ô
ba ơi, sao ba có vẻ hết bệnh vậy? Ba khỏe rồi. Ô châu cho. Ông nội đâu có muốn vậy đâu con. Nhưng mà trong nhà này, con làm như vậy là người ta sẽ cười dòng họ mình, con biết không? Ông nội thương con không hết này đó, thương mày lắm này. Bà đánh con như vậy con sướng tê người. Gì? Mình nhìn gì? Mình nhìn gì? Con ơi, bây giờ con không ngại ông dạy cháu không chứ? Dạ, dạ, ông cứ dạy đi. Con ngồi chơi. Dạ, được rồi. Con à. Dạ. Vô trong lấy cây thượng phương bảo kiếm ra đây cho ba. Dạ. Lộn chỉ có thượng phương bổ kiếm cho anh. Có cái thượng vàng vàng tôi để trên nồi tủ đó. Ba ơi, con sẽ đi ngay. Con thì quá lịch sự mà cháu mất dạy. Không thể nào tưởng tượng. Nằm xuống đây mày. Nằm xuống đây. Mày nằm xuống đây. Thượng phương bổ kiếm tới. Cái gì ghê vậy? Im đi. Có nảy chuối nữa là dằn mày được rồi đó. Động quan. Cái gì vậy? Con không được như vậy nghe. Con mày còn nằm đây mà mày kêu động quan. Mày phải gọi là tẩn liệm. Trời ơi. Con cái đó chỉ cho nó biết. Con ta tao dạy mất gì tới mày. Ông nói cho con biết, trong nhà này quốc có quốc pháp. Do có do heo. Tào lao. Do có do quy. Ăn rồi nấu trong bếp hoài. Bữa nay ông nội đánh con, gia pháp của nhà này đánh con cháu chỉ đánh 3 roi thôi, không có thêm 1 roi nào nữa. Quánh thì ít, nhưng mà nói cho con cháu nghe thì nhìn chết bạn ra bị nói cho con cháu nghe thì nhiều. Rồi thứ nhất ông nội đánh con về cái tội mày đi chơi đêm. Tao hỏi mày, mày đi 1-2 giờ sáng mày mới về. Tụi tao già rồi không ngủ được, 2-3 giờ mới ngủ vừa thiêu thiêu. Mày về mày bấm cửa, sao mày ác ôn dữ vậy? Mày ăn giọng ở ngoài chứ tụi tao có ăn được cái gì không mà mày. Mày hả mày? Nhìn gì, nhìn gì? Mày nhìn hả mày? Cái tôi là tới cái gì vậy? Chơi này nằm kèo trên quýnh chơi được không? Chơi này quýnh chơi không có kể mày. Rồi thứ hai, ông nội đánh con về cái tội giặt đồ. Ê, tao hỏi mày nè. Tụi tao già rồi. Bây giờ mày giặt đồ, mày đem ra tiệm cũng được. Mày tiếc tiền, mày không đem ra tiệm. Quần rin mà mày bắt hai ông già này ngồi dò hai cái ống quần xong là bỏ cơm luôn. Xong mày, ác dữ vậy mày? Hả mày? Hả mày? Mày chỉ gì? Mày chỉ gì? Nhớ không? Mày chỉ không? Đau quá. Rồi thứ ba, ông nội quýnh con là về vấn đề đi chợ. Tao hỏi mày, mỗi ngày mày đứa có 50 ngàn mà 3 người ăn, mà mày gọi ăn bò. Bà nội mày lết còn không có chứ ở đâu bò hả? Riết hồi cũng chiều ý mày để giữ cái chỗ làm này để an ủi tuổi già. Vậy mà mày cũng ăn bò được, để tụi tao ăn mắm không? Mày coi bây giờ là mày coi xương không chứ có miếng thịt nào đâu. Mấy chục năm rồi nè mày nhớ không? Hả mày? Hả mày? Hả mày? Hả mày? Gì? Gì mày nhìn gì? Hả hả? Mày chống cự không? Chống cự cho đít mày bự luôn mày. Mày xạo 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 mày. Hả? À còn thiếu hả? Thiếu bà ơi, thiếu đâu có chịu. Đói à? Cái là cái gì vậy? Đừng nhìn em bằng đôi mắt buồn vờ vợ. Cái tạo em rồi, Sâm đứng lên. Đứng lên đi. Quánh về thôi. Mày cũng quýnh nữa hả mày?
Hả? Quánh thì thôi không có gì đó phải không? Dạ. Quánh thì nói chung là vậy thôi. Lấy cái hợp đồng ra đây cho ba. Là cái gì vậy ba? Cái gì? Công tra đó, cái hợp đồng. Cái hợp đồng. Hợp đồng gì? Kệ tao, mày hỏi chi? Kệ con ngồi chơi nha. Chờ chút. Gia đình này quánh con mau lắm. 15 phút rồi lòi chành té mứa rồi. Đây ba. Cái gì vậy? Tao nói mày lấy cái hợp đồng mà. Đây, cái hợp bằng đồng. Trời ơi. Cái hợp đồng là cái công tra đó. Công tra là cái gì? Ký công tra. À, biên bản á hả? Biên bản gì? Hợp đồng. Hợp đồng. Hợp đồng chứ phải là hợp đồng. Ôi, con thiệt là tù lô. Quá tù lô đi mà tù lô. Đâu có tù lô thường. Nhanh đây, lên. Đây ba. Hợp đồng. Đây. Hợp đồng ba làm sản hả ba? À. Ký vô đây. Ký gì vậy? Mày không cần coi, mày coi hả? Mày ký không? Ê, ký. Quýnh ký ra mày được. Ký thì ký đi. Đó, vậy đi. Cái ký thì ký, ăn bữa thì lẹ lắm. Ký vô đây giùm ông đi con. Dạ con ký rồi. Ký đi con. Chỗ này. Dạ. Tôi có ký không? Không, ông khỏi đây tôi ký. Ủa, ông biết chữ hả? Hả? Ông biết chữ hả? Ông quýnh chữ thập đó. Hà, sáng tỏ. Rồi xong. Rồi xong rồi, khỏe rồi. Rồi khỏe rồi. Điện thoại ra mày. Đây, thôi để tôi nghe. Nghe điện thoại đi. Hello, what did you say? What do you want? Yeah, come on, baby. Dạ. Dạ, tôi nghe bà chủ. Dạ, bên này thì cũng đang... Dạ. Còn chủ đang đấm bóp giác hơi. Đưa đây. Chết mẹ rồi. Alo. Má hai má. Dạ, con nè. Trời ơi, mới về đây má coi nè. Hai cái ông ô xin thân yêu của má là hành hạ con. Rồi là đánh con trước mặt bạn gái con, làm nhục con đó. Dạ. Dạ. Dạ thôi con biết rồi. Dạ, cảm ơn má. Ông, làm chi đó? À, trước sau nó cũng đuổi đi, xếp đồ lại đi chứ làm gì. Nói vậy hai bác này không phải là ba giống nội của anh hả? Anh đã nói em từ đầu rồi, hai người này là ô xin. Mà em không tin. Đúng rồi, tụi tôi là ô xin nhưng mà ở trong nhà này mấy chục năm nay rồi. Nó nuôi nó từ lúc mà nó mới đẻ ra anh đỏ hỏn rồi. Bây giờ mà đuổi đi rồi không biết chỗ rồi mà đi rồi cuộc sống bây giờ không biết như thế nào. Đúng rồi, đâu có biết cuộc sống ra sao. Nghiệp đi. Hai ông rảnh quá. Biết điều đó. Vô con hết bầu đi khỏi nhà tôi liền. Anh đâu được. Anh ơi đừng làm vậy. Sao không được ha? Anh ơi em biết là hồi nãy hai bác đánh anh rất là đau. Nhưng mà anh ơi anh suy nghĩ lại đi. Hai bác nuôi anh từ nhỏ tới lớn đó. Bây giờ nếu mà hai bác già như vậy, bây giờ anh đuổi hai bác đi rồi hai bác ở đâu? Con nói nó không có nghe đâu con. Tại sao nó không nghe? Nuôi tới sáng mà con không nghe. Tại sao không nghe? Hốt cặp bưởi rồi nghe chi nữa. Theo em đi. Anh là em năn nỉ anh luôn á. Em thấy hai bác như vậy nhưng thực sự là hai bác rất là thương anh. Anh đừng có đuổi hai bác đi, bây giờ ra ngoài rồi. Đúng rồi, ra ngoài biết ở đâu bây trời giờ. Ơi, khổ lắm. Trời ơi, thôi dẹp đi. Anh ơi, em năn nỉ luôn á, chứ hai bác già vậy mà giờ ra ở gầm cầu rồi đi lang thang ngoài đường. Không nơi nương tựa rồi đêm khuya xuống hồi xương rồi lạnh lẽo. Anh à, em năn nỉ luôn á. Tôi thương cạo lắm, tôi xa một đùi giống cạo nè, thấy không? Được rồi. Nãy là bạn gái tôi. Tạm bỏ qua chuyện ngày hôm nay nha. Nhưng mà kể từ ngày hôm nay, hai ông làm gì trong nhà đây? Không được lãnh lương trong vòng 3 tháng. Trời ơi, không lãnh lương rồi lá gì bỏ vô mỡ. Tôi nuôi ông rồi đừng có quánh. Mà ông quánh tha thiết quá. Ông sợ chứ tôi không sợ. Mấy chị không sợ. Cầm đi. Tôi còn cái hợp đồng ở đây. Hợp đồng gì? Nếu cậu không chịu làm theo hợp đồng tôi sẽ đưa ra pháp luật. Cái gì? Đúng rồi. Tôi biết chữ chứ đâu phải không biết chữ đâu. Tôi dám vờ đó. Đó, hợp đồng gì vậy? Hợp đồng. Đây ngày tháng năm đầy đủ nha. Điều khoản thứ nhất là từ nay trở đi cậu phải coi hai người chúng tôi như là gia đình của mình và để cho hai người chúng tôi được về hưu nghỉ khỏe. Điều thứ hai là từ nay trở đi tự giặt áo quần, tự lo cơm nước, không để hai ông già này lo nữa. Điều khoản thứ ba đi về phải tự mở cửa, không kêu hai ông già này trong lúc ngủ say. Đúng, đúng.
Điều khoản thứ tư, nếu có đi nước ngoài, ngôi nhà này... Cái gì, cái gì, cái gì? Ông tính lấy luôn căn nhà này của tôi đó hả? Tôi xin lỗi cậu, nếu tôi mà người gian dối, tôi không ở trong nhà này mấy chục năm nay. Ông bà chủ đã đuổi tôi đi lâu rồi. Ông mới nói con nhà... Im đi! Bình tĩnh. Ta đưa ra pháp luật ra. Ta đọc hết rồi mình nhào nhào mày ăn ta đi. À nội mày, cái cốt ta Bình Hưng Hòa còn chê mà mày dám ăn à. Chưa giờ là rằng rằng rồi. Tôi đã ghi đàng hoàng đây nè. Nếu sau này cậu chủ có đi nước ngoài, ngôi nhà này nếu bán đi thì cậu chủ sẽ tìm cho chúng tôi một nơi gọi là trú nắng trú mưa. Đó là một chung cư bên Phú Mỹ Hưng. Đó. À. Cái gì? Nằm mơ đấy nghe không? Ông nghĩ sao tôi mua chung cư cao cấp cho mấy ông ạ? Còn lâu. Hợp đồng tôi ký, ai làm chứng? Ai làm chứng? Hả? Em. Đó. Em ký làm chứng. Đó. Thấy chưa? À, biểu em là người ký. Trời ơi. Em ký. Vậy. Trời ơi. Ô xin là ông nội mà. Trời ơi, nó lấy bánh đâu rồi? Trời ơi, chạy ơi, đây đi. Trời ơi, quý, nghe chị. Trời ơi, nó đã chạy tới đây luôn rồi. Nè. Ê, ông Lan đi mày. Nhanh. Làm gì vậy? À, ngày nào tụi mày cũng ra để đá banh cho bà phá làng phá xóm, tụi mày biết ồn lắm hay không? Không có bán buôn được cái gì trên với cái đám người mày kìa chưa? Nguyên cái đám ồn hả? Tụi mày tới giờ linh là tụi mày hiện hồn ra, tụi mày phá nhà phá cửa nhà của người ta ha. Cái thằng này nghe chưa ha? Mày bận áo vàng, mày bận quần xanh, mày chơi thêm cái đồng hồ màu trắng nữa, mày ăn bận cô giống ai không? Đeo cho truyền hình chữ đờ, cái này chữ đờ là gì? Là điên ha. Mày điên hay sao mà ngày nào mày cũng ra đây mày đá banh hết trơn vậy hả? Qua cái thằng này nữa ha. Cái thằng này nhỏ xíu xíu mà ha, mày là đứt quỷ hả mày? Mày mới ba lớn mày thành quỷ hả mày? Mày nhỏ nhất mà cái miệng mày la lớn nhất. Mày là ôm sồm nguyên cái xóm này. Mày nghĩ sao mày nhỏ vậy mày? Mày đeo nón gai hả mày? Mày là trái sầu riêng hả? Qua cái thằng quỷ nữa, cái mặt mày xấu nhất. Mày đừng có miếu, cái mặt mày miếu như con hà mã mày hiểu không? Cái đầu mày nghĩ sao mày trẻ làm đôi như cái tép bưởi mà người ta ăn không hết mày hiểu không? Mày xấu nhất sớm, mày già nhất sớm ha. Cái mặt mày cũ hơn cái sớm này mà mày chơi với con nít không? Mày ra mày phá làng mày sớm mày cầm đầu hả mày? Còn cái thằng quỷ kia cái áo trắng cho mày, mày nhà giàu sao mày không ở nhà mà đi, mày hưởng mày lạnh đi, mày ra đây mày chơi đá banh làm cái gì hả? Thảo đỏ này nữa nha ha. Mày không được, mày đừng tưởng mày không nói là tao không nói mày nghe mày. Mày la lớn nhất cái miệng mày, nhỏ nhất mà mày la lớn nhất cái xóm này là mày nghe. Con gái trời, con nhỏ này mày dễ sợ, mắc cận không lo nhà học bài, không lo ca hát. Con gái chọn một cái môn nào đi, theo thùa đi, bếp nút đi ha, hay hát dân ca đi. Gà đá banh, con gái mà đá banh làm sao? Ngày nào cũng đá rồi mày phải đá cái dân nhà đâu mày. Ôi tao nói lâu lâu con trai nó tặng cho cái bánh sinh nhật nhìn quý dễ sợ, trời đất ơi nhìn hoành tráng lại ghê em. Cái bánh kia mà tao nói nó thơm lẫy lừng luôn á trời. Chuyện đi. Trời ơi cái đám ôn dịch nó la hoài hả? Nó không chạy làm như nó chết thôi cái gì vậy trời. Trời tôi nói thiệt, tôi mà ăn cái này là tôi ghiền luôn á nha. Tôi nói chứ mà ôi nhỏ này đó hay quá. Tôi không có ưa cái con nhỏ con gái.
Trời ơi, nó đeo mắt kiến mà nó cũng đá banh nữa thiệt. Cái con này nó cũng dễ sợ lắm, nhất là cái thằng ở đầu trẻ làm đôi á, thiệt ghét nó ghê luôn á thiệt á. Tao không có nghe mày la nữa nghe, mày quay lại là tao chửi đó nha. Mệt ghê à. Ngon rồi nha, thử miếng coi nè. Yeah! 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 Cái tiệm của tao một cái, tao thề cái cây chổi lông gà này bao nhiêu cọng lông là tao bứng tụi bay bấy nhiêu cọng lông. Ê, chuyện tao nè, chuyện tao nè. Ê, đừng, đừng. Chết tôi rồi. Tụi bay ngu quá. Đá đâu có kỹ thuật gì hết trơn trời. Đá văng vô nhà người ta kìa. Rồi mốt rồi ai cho đá nữa. Thiệt bực bị bội tụi bay ghê. Đá không biết đá gì hết trơn. Mày nè. Mày biết. Tụi bay đá nó có kỹ thuật gì kỳ vậy? Quỷ này nè, mày kỹ thuật mày suốt vô mặt ổng luôn kìa. Đâu có biết đâu. Trời, nó có đá, không biết đá đâu, nghĩ nữa mày. Thôi. Đừng có buồn. Mấy anh á, là con trai á, đá mạnh bạo lắm. Tặng như em nè, đá nhẹ thôi. Hả? Có thế chứ. Trời ơi, tao nó tan được cái đám giặc, tao nó im phăng phát nguyên sớm hai chữ bình an. Ba má tụi mày đẻ tụi ra ra chắc cũng cực khổ tụi bay lắm. Nguyên một tháng không bán buôn được cái gì trên là vì cái đám vậy đó. Ha. Mai lại đã chuẩn bị cái này. Khách hàng là ông cô nội. Này, khách vô nha, dông đi nha, xuôi đi hên về nha. Nè. Ý, quên, tao còn cái này nữa. Quên. Ôi, trời ơi, không có cái này làm có được. Máng đây luôn. Chết cha, không được ta. Tự nhiên giờ mình treo nguyên một mớ banh này không bán cho nó gì sao trời. Không được. Treo cái này mới hợp lý nè. Vẫn bán banh nhưng không bán cho cái đám giặc sớm này. Trời ơi, tao nói cái đám giặc nó tan đi, tao nói quyên cái sớm. Trời ơi, thiệt là thanh bình vậy đó. Banh đâu mày đá? Banh đâu mày đá? Tao cắt rồi mà banh đâu mày đá? Dạ, tao mua ở xóm trên. Mày mua ở xóm trên này sao mày không mua banh của tao? Tao có bán banh này sao mày không mua banh của tao? Thầy đó. Thì không bán thì chết đi. Mà đừng vô nhà tao nghe, banh vô nhà tao có chuyện à. Ờ, thôi vậy chơi đi. Yeah.
Lần này là tụi nó hết tiền mua banh thật rồi. Ta đã bình yên thật rồi. Trời, sao mày lì dữ vậy trời? Đúng là ý trời. Mày chết. Hơn tao được không? À, bây giờ mày coi có ai nhanh hơn ai? Sao? Tụi mày sợ tao chưa? Sợ rồi hả? Hả? Ủa? Sao chóng mặt quá vậy? À, sao nhiều máu quá vậy? Anh mua cái gì? Trời ơi tụi mày tới đây tụi mày ám tao nữa chi vậy trời? Chúng con xin lỗi. Dạ tụi con muốn tới đây xin lỗi ông. Mày xấu xạo mày phá tao không à? Mày qua cái giò tao nè. Trời đất ơi, ơi ơi, mày nhìn đi có cái giò nào mà bây giờ nó kinh dị như cái giò của tao không? Tụi con đâu có muốn đâu. Thôi ơi, mua đồ không mua đồ cho tao phá làng phá xóm không? Mày đừng có xạo nghe. Trước khi xin lỗi hát tao nghe một bài đi. Tao thấy vui tao tha. À, con ha. Đứng đây nè, mày đứng đây. Rồi ca lớn lên. Mặt trời soi rực rỡ, gió đùa, tóc em bay, sắc cơm trên tay, em đi đưa cơm cho mẹ em đi coi. À, hay quá. Ngày hát hay nè. Ngày nó ốm nhổm nhách mã hơi nó dài nè. Dạ. Nó công nhận xương sườn mà hát vậy là được á. Còn con nữa. Ờ, à, nhỏ này có cái răng thỏ nè. Tao ca cho ông nghe bản gì? Dạ, ông ở Cà Mau. Ca thử coi, 2, 3. Mai mốt Cà Mau em lớn, tuy út mà sữa soạn đẹp hơn. Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà là thấy thương con rồi. Trời nó thả cái chữ sồi nó ngọt như mía lùi tao muốn hay quá. Trời gần nhỏ này chơi con ca hay giống như con Phương Mỹ Chi vậy bay. Thấy Phương Mỹ Chi không? Dạ không. Chứ mày tên gì? Con tên Phương Mỹ Chị. Hả? Phương Mỹ Chị là cái gì? Là chị của Phương Mỹ Chi. Trời ơi, mày cũng quá trời rồi ha. Nó này hay của ta mới về lớn mà chả treo. Đó con hát. Cảm ơn, tao cảm ơn mày luôn. Không, con hát được. Tao cảm ơn mày luôn, mày thấy ghê lắm. Tao sợ mày nhứt sớm á. Con hát được mà, con không phải con hát nhạc Việt đâu. Mày hát đàng hoàng nha. Dạ. Con hát nhạc nước ngoài luôn. Hát nhạc Thái Lan, dạo này con mê phong cách Thái Lan á. Trời đất ơi, thấy ghê vậy. Dạ. Tao mày ca thử tao nghe coi. Hát nhạc Thái Lan nha. Hát đi. Chiến con lấp đăng sẽ năng lão trai thật khắc tọt phạt với tập phi. Tao giả dùng mặt mày nha. Mày ca gì cho tao hiểu nha. Tại con coi phim con thấy trên phim nó ca vậy. Ca gì cho ông hiểu đi. Chuyện ca nhạc tiếng Việt nha. Dịch cho tiếng Việt đi. Con cũng mê dân ca lắm, con hát dân ca. Đó, ông thích dân ca. Dạ. Ừ. Tiếng em ơn đóng đi cài bộ
Má em mừng đông dạ, người cà. Dạ mặt mày nghe, ê, mày hát mày hay mày chửi tao mày. Tao con hát mày hát tao cái chữ má em mừng mày tự nhiên mày nhấn gì giống như mày chửi vô trong mặt tao vậy đó. Thôi khỏi, dẹp dẹp. Bây giờ có mua đồ không? Dạ có. Dạ có. Đứa con muốn mua lắm á mà. Không có xạo nha. Ông coi bản nè. Thôi, tụi xạo không bán tụi bay đâu, tụi bay giả bộ bây giờ mày xạo mày kiếm chuyện tao thôi. Không bán. À. Thì lỡ giết rồi thì bán. Có tiền phải không? Có. Rồi mua đi. Rồi con mua. Con mua. Đây. Trời ơi, cái tật ồn không chừa à. Xếp hàng một đi. Xếp hàng hả? Xếp hàng. Ai trước? Đó đàng hoàng đứng một hàng một, đứng một hàng một thẳng. Vậy đi. Từng đứa nào đứa đấy nó mua. Rồi. Con mua cái gì? Dạ con không có tiền. Trời ơi, em có tiền đi về không? Mày đứng sau lưng cho nè. Tiền thì đi xuống đi. Trời ơi, không có tiền mà đứng đầu á, nó dẫn đầu luôn á trời. Đứng sau lưng tao nè. Ông. Có bán gì 500 đồng không? Ủa đừng có nói với ông là con có đúng 500 nha. Dạ, có 500 à. Đứng sau lưng kia đi. Mày xạo. Mày lớn hơn nó mà mày cũng không vui ông ơi, gì. Ông lấy cho con quá mì Hảo Hảo. Mà mì Hảo Hảo để hơi cao. Bữa nay ông bị bó cái giò, ông leo lên hơi khó khăn. Mấy lấy mì khác được không? Con mê mì Hảo Hảo. Con mê mì khác. Giờ không có Hảo Hảo thì sao? Không có Hảo Hảo không về. Trời ơi, từ từ đi anh hai. Lùng mà la lớn quá à. Từ từ Hảo Hảo. Khách hàng làm câu nội. Khổ ghê thiệt tình. Trời ơi, nó đài tôi không à. Bực khổ vậy đó. Không có đổi ăn ha. Tao lấy đâu đúng Hảo Hảo. Không có đổi ăn ha. Vậy là ông cũng không khỏe quá. Ông hay quá. Hay quá. Trời ơi. Người nhờ như vậy. Ông coi chừng rách quần ông. Coi chừng rách quần. Trời ơi rách quần. La ôm cầm đứng sau lưng lát tao tính tiền lần. Dạ cảm ơn ông. Rồi xong rồi tới người khác mày đứng. Tới con nha. Mua ông. Rồi tới con mua nè, con mua cái gì? Dạ cho con một gói mì Hảo Hảo. Sao vậy ông? Sao hồi nãy tao leo lên mày không nói mày lấy mì Hảo Hảo, tao lấy luôn một lần. Bây giờ tao leo xuống rồi mày mới nói. Tại ông nói là xếp hàng từng người một mà, không phải lỗi của con đâu. Đúng rồi, nhỏ nó nói ông đúng rồi, nó chỉnh ông là đúng luôn á. Tao ông xin lỗi. Mì Hảo Hảo hả con? Dạ. Đừng có thay đổi nữa nha. Dạ. Để ông leo lại. Dạ. Nhỏ cái bên mày có lấy giống nó không? Dạ không, bữa nay con ăn chay. Ăn chay phải không? Dạ. Mày nói nha, mày lấy giống nó, tao là tao cắn lưỡi liền á. Dạ. Mệt ghê hả? Đó. Tao làm cái gì vậy? Thôi. Rồi. Nè. Mày Hảo Hảo, ra làm sao? Rồi, nhỏ này ăn chay, mua gì con? Dạ, bán con gói mì Hảo Hảo chay. Ủa ông có bán không? Sao vậy ông? Mày bán tao leo thêm lần nữa hả? Mày ăn cái gì? Dạ, con không giống mấy đứa này đâu. Con mua hai gói mỗi gói một thử. Rồi con thử ăn. Tụi bay đi. Tụi bay.